Bởi vì ta sợ. Ta sợ muội đến tìm ta, lại sợ muội không đến. Ta muốn cùng muội quay về quá khứ. Càng sợ tất cả những điều này sẽ tan biến đi như bọt nước. Nếu như vậy, thì thà không gặp còn hơn. Làm sao có thể giống như bọt nước chứ? Tư Phượng, huynh tin muội, từ nay trở đi, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, mãi mãi không xa rời. Không xa rời. Không xa rời đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cuối cùng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi. Trời rộng đất dài, xa vời quá. Ta không dám nghĩ. Nhưng ít nhất chúng ta có thể quý trọng từng ngày trước mắt. Tư Phượng, huynh tin muội. Huynh yên tâm, muội nhất định sẽ cố gắng phá giải tình nhân chú của huynh. Tư Phượng, sao không thấy chiếc lông vũ đó nữa? Bởi vì tình nhân chú đã được phá giải rồi. Một hai năm nay muội vì đi tìm huynh mà sắp biến thành bản đồ sống rồi không? Huynh đoán xem muội đã đi qua những nơi nào? Nhất định là đi qua từng nơi mà chúng ta đã từng cùng nhau đến. Sao huynh biết? Vì ta cũng đã đi đến đó. Nhớ lại rất nhiều về quá khứ giữa chúng ta. Tư Phượng, liệu huynh có cảm thấy là muội đáng bị thế, là muội tự làm tự chịu không? Không đâu. Biết được muội quan tâm đến ta như thế, đi khắp thế gian tìm ta, bây giờ ta hãnh diện lắm đấy. Ai đi khắp thế gian tìm huynh chứ? Muội nói cho huynh biết, nếu huynh dám chạy đi nữa, xem muội có thèm quan tâm đến huynh nữa không. Lúc nãy muội dỗ dành ta, nói cái gì mà sẽ chiều theo ta, đều nghe ta, muội đang lừa ta đúng không? Tư Phượng, huynh đã đi nhiều nơi như vậy, tại sao lại quyết định ở lại nơi này? Không phải thực sự là vì người tên Alan đấy chứ? Không đâu. Đợi sau này ta sẽ từ từ cho muội biết. Nhưng muội muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với huynh trong 1-2 năm nay. Muội muốn biết huynh đang làm gì. Muội muốn biết ngoài Alan ta còn có cô gái nào khác nữa không? Thực sự là không có mà. Toàn cơ, thực ra ngày nào ta cũng nhớ đến muội, nghĩ xem muội đang làm gì, đang khóc hay cười, có phải đã gặp được người tốt hơn ta không? Muội đã tìm được người tốt nhất rồi.
Cây châm này, thực ra là ta đã nhờ Alan cô nương giúp ta sửa. Vậy mà lúc trước huynh không nói với muội, làm muội đau lòng vô ích. Khó khăn lắm mới làm muội ghen lại. Chiếc châm này có công lớn lắm đấy. Dù sao thì sau này huynh không được đưa chiếc châm này cho người khác đâu đấy. Kể cả là mang đi sửa cũng không được. Nếu không muội không tha cho huynh đâu. Muội hung dữ như vậy sao ta dám chứ? Nào, để ta cài cho muội. Tốt quá. Tất cả đã quay lại như trước. Đúng rồi, Tư Phượng. Có một chuyện muội cứ quên không hỏi huynh. Lúc huynh cứu muội ở cấm địa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao muội không nhớ chút nào hết? Lúc đó muội bị sát khí của Lưu Ly Trản xâm nhập, đã ngất đi. Đương nhiên là muội không nhớ được rồi. Vậy huynh làm sao lại đến được kịp thời, biết muội không thể phá hủy được Lưu Ly Trản thế? Ta chỉ suy đoán mà thôi. Muội nghĩ xem, thần hồn của Lưu Ly Trản nếu có thể bị tiêu hủy dễ dàng như thế, thì thiên giới đã sớm ra tay rồi. Tại sao phải chờ 1000 năm chứ? Nhưng muội luôn cảm thấy khi đến gần Lưu Ly Trản, có thứ gì đó đang gọi muội, mà khi muội muốn phá hủy nó thì lại vô cùng khó chịu. Muội luôn thấy hình như muội có liên hệ gì đó với ma sát tinh. Năm đó chính tay muội đã đánh bại ma sát tinh, đương nhiên sẽ thấy rất quen thuộc thôi, đâu có gì kỳ lạ đâu. Không phải như thế. Thực ra muội cũng từng nghĩ đến thiên giới có bao nhiêu anh tài dũng mãnh thiện chiến như thế, tại sao cứ phải phái chiến thần một mình đến đối đầu Tu La chứ? Thiên thần của thiên giới mỗi người đều có quá khứ của mình. Có người tu đạo thành tiên, có người lại hấp thụ tinh hoa đất trời để thành tiên. Nhưng có chiến thần thì sao? Quá khứ của chiến thần là gì? Cô ấy từ đâu đến? Toàn cơ, muội đừng nghĩ linh tinh nữa. Ma sát tinh chỉ muốn khống chế thần hồn của muội mà thôi. Hắn muốn mê hoặc muội. Sau này muội tránh xa Lưu Ly Trản ra một chút, biết chưa? Muội biết rồi, muội chỉ hiếu kỳ thôi mà. Hứa với ta, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Những chuyện cũ lâu năm không được nghĩ lại nữa, cũng không được đi tìm hiểu nữa, được không? Tư Phượng, huynh sao thế? Tại sao lần này khi muội nhìn thấy huynh, muội thấy huynh tiểu tụy đi rất nhiều? Chỉ là ta bị thương một chút thôi. Năm đó khi ta đang phong ấn Lưu Ly Trản thì bị thương, không có gì đáng lo ngại đâu. Thật sao? Thật. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tư Phượng, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, huynh đều phải nói cho muội biết. Muội không muốn huynh một mình lặng lẽ chịu đựng tất cả, lặng lẽ một mình ở đó dưỡng thương. Được. Toàn cơ, nghỉ sớm thôi, cũng đã muộn rồi.
Người sở dĩ ở lại đây là vì đầm nước lạnh đó, vì Tuyết Linh Chi ở bên trong. Ngày đó ngươi mượn sức mạnh của Quân Thiên Sách Hải để phong ấn Lưu Ly Chản, cứu được toàn cơ, nhưng cơ thể của ngươi không thể chịu được sức mạnh to lớn của Quân Thiên Sách Hải. Nếu như ta không đoán sai, thì chắc hẳn còn phát tác nhanh hơn cả tình nhân chú. Quân Thiên Sách Hải lúc đó vẫn ở trong cơ thể ngươi, liên tục giày vò ngươi, đúng không? Thế nên ngươi thực sự vì bản thân mình sắp chết rồi, mới không ngừng trốn tránh toàn cơ. Có cần phải thế không? Quả là chuyện gì ngươi cũng biết rõ. Vô Tri Kỷ nói với ta, với tu vi của ta thì không qua nổi một năm. Không ngờ ta vẫn có thể chịu được đến hôm nay. Là đầm nước lạnh đó đã cứu ngươi, đưa ngươi đến Tây Cốc. Ta đột nhiên nhớ ra, vốn dĩ ta ở thiên giới từng nghe nói ở biên giới phía nam của mảnh đất Tây Cốc này có một cái đầm nước, trong đó có một cây Tuyết Linh Chi tuyệt thế. Ta đoán cây Tuyết Linh Chi này có thể khống chế tạm thời sức mạnh của Quân Thiên Sách Hải đang giày vò trong cơ thể ngươi, thế nên ngươi mới ở lại đây. Nếu như may mắn, đợi được Linh Chi lớn lên trở thành cửu hoàn Tuyết Linh Chi, ăn vào không chừng có thể dung hòa sức mạnh Quân Thiên Sách Hải bên trong ngươi. Thế nào, cây Tuyết Linh Chi đó đã lớn lên chưa? Con người ta từ đầu đến cuối luôn là xui xẻo. Đến bây giờ cây Linh Chi đó vẫn chỉ là một cái mầm nhỏ thôi. Muốn đợi nó lớn thành cửu hoàn, có lẽ đợi cả trăm năm, cả ngàn năm cũng không thấy được. Nó lớn lên thật rồi. Ông trời vẫn quan tâm đến ta. Ma vực đã bị hủy hơn 1.000 năm rồi, cũng không biết số sách cổ đó còn hay không nữa. Chúng ta đã tìm lâu như thế mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Ma vực lớn thế này, đừng nản lòng, chúng ta tiếp tục tìm đi. Đường Ngọc, ngươi nhìn kìa. Là sách cổ. Trên giá sách này toàn là sách cổ. Đây chắc chắn là kho sách cổ của Tu La Vương ngàn năm trước. Sát khí dày đặc ở đây đã ngàn năm không có ai đến. Nếu như có cách giải trừ huyết thế thì chắc chắn là ở đây. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Được. Cô không sao chứ? Ta không sao. Nơi này mục nát quá rồi, cô phải cẩn thận một chút. Linh thú ra đời. Trong này có cách giải trừ huyết thế không? Thực sự có này. Ở đây nói, đầm đen ở ma vực có một loại bướm độc. Ấu trùng của nó chỉ cần trước đó đã nhiễm huyết khế của chủ nhân thì có thể theo huyết khế đi vào trong cơ thể của linh thú, hút máu của huyết khế ra, giải trừ huyết khế. Tốt quá rồi. Ta xem nào. Nhưng mà tại sao những trang sau liên quan đến sâu bướm đều không thấy đâu nữa? Chỗ này có. Bên trên có viết, muốn sâu bướm kết kén phải đi kiếm linh thảo cho nó ăn. Linh thảo, như là linh chi, tuyết liên đúng không? Vậy chẳng phải rất đơn giản sao? Bây giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta là tìm ra sâu bướm trước. Trong sách chẳng phải đã biết rồi sao? Sâu bướm này sinh trưởng ở gần đầm đen ma vực. Chúng ta mau đi tìm thôi. Nhưng mà Tiểu Ngân Hoa, cô không cảm thấy quyển sách này xuất hiện một cách kỳ lạ sao? Tại sao phần sau liên quan đến sâu bướm lại bị xé mất? Có chỗ nào chúng ta không nhìn thấy không? Đâu có nguy hiểm thế, dù sao thì trong sách cũng đã nói rõ rồi. Chúng ta vẫn nên đi tìm sâu bướm trước rồi nói sau. Đi thôi, cô đợi đã. Được, chúng ta đi thôi. Đi thôi.
Vũ Tư Phượng, ngươi dám làm hỏng chuyện của ta, ta tuyệt đối không cho ngươi sống yên. Muốn dùng Tuyết Linh Chi cứu mạng sao? Đừng mơ. Sao lại không có? Nhược Ngọc, chúng ta sang bên đó xem thử. Tiểu Ngân Hoa, bên đó chúng ta không đi được. Đó là đầm nước đen, rơi xuống sẽ thịt nát xương tan. Nếu như ngươi sợ thì đừng đi nữa. Dù sao ta cũng sẽ phải tìm được sâu bướm. Tiểu Ngân Hoa, Nhược Ngọc, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ta cũng không bảo ngươi cứu ta. Xem ra chỗ này thật sự không có rồi. Chúng ta sang bên kia đi. Nhược Ngọc, ngươi mau nhìn đi. Đây là sâu bướm đó sao? So với hình vẽ trong sách thì có vẻ không sai. Tốt quá rồi. Nhược Ngọc, ngươi mau xem đi. Ta tìm thấy thứ gì này? Linh Chi, chẳng phải cô đi tìm đồ ăn sao? Đừng lo, trong sách chẳng phải đã nói rồi sao? Phải cho sâu bướm ăn linh thảo, chúng mới có thể kết kén được. Ta may mắn như thế mà vẫn chưa tìm được linh quả nào để lấp đầy bụng. Ta chỉ mới tìm được cây linh chi này. Ngươi đừng vội, chúng ta cho nó ăn hết rồi tính sau. Linh chi? Nhưng dãy núi gần đây sao lại có thể có linh chi chứ? Ta cũng không biết nữa. Ta nhìn thấy nó, có một con hắc điểu đang ngậm nó trong miệng. Sau đó ta lập tức giành lấy. Lợi hại không? Hắc điểu? Tiểu Ngân Hoa, cô không cảm thấy con hắc điểu này có gì kỳ lạ sao? Lúc đầu cũng là con hắc điểu này đưa chúng ta đến đây, bây giờ nó lại đưa nấm linh chi cho cô. Có gì kỳ lạ chứ? Lẽ nào chúng ta lại đánh không lại một con chim? Ngươi mau nhìn đi, mau nhìn đi. Mới thế mà chúng đã ăn hết rồi. Các ngươi đừng vội, ta sẽ đi tìm cho các ngươi linh thảo. Sau đó các ngươi hãy mau chóng lớn lên, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Tư Phượng. Toàn cơ, dạo này khỏe không? Không biết muội đang ở đâu? Có tin tức gì của Tư Phượng không? Chúng ta đều rất nhớ mong. 16 tháng này đại thọ của cha, có mời các môn phái đến dự tiệc mừng. Linh Lung, Tư Phượng, Tư Phượng. Tư Phượng, Linh Lung tỷ gửi thư cho chúng ta rồi. Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng. Nhược Ngọc, ngươi mau nhìn xem, những con sâu bướm này đều kết kén rồi. Tâm huyết của chúng ta cũng không phải vô ích. Bây giờ chỉ cần trên những cái kén này được với máu của Tư Phượng, kén sâu này sẽ giúp ta giải trừ huyết khế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Tư Phượng. Nhưng cô đi đâu để tìm Tư Phượng đây? Bây giờ mặc dù vẫn chưa biết có phải pháp lực của Tư Phượng đã khôi phục rồi không, nhưng ta đã cảm nhận được huynh ấy rồi. Hơn nữa, mặc dù pháp lực không mạnh, nhưng ta vẫn có thể tìm được người. Nhược Ngọc, Nhược Ngọc, mặc dù ngươi giúp ta rất nhiều, nhưng ngươi đã làm rất nhiều chuyện gây hại Tư Phượng. Huynh ấy cũng không muốn gặp ngươi. Thôi vậy, vẫn nên để ta tự đi. Thật ra
ta cũng không có mặt mũi đi gặp Tư Phượng. Loại người như ta, sao có thể có người muốn gặp? Nhưng nói thực lòng, mình cô đi như vậy, ta vẫn không yên tâm. Cô vẫn nên để ta đưa cô đoạn cuối này đi. Còn một chuyện, chiếc vòng này vốn dĩ là một đôi, vốn dĩ muốn tặng cô và Nhược Tuyết mỗi người một chiếc, nhưng Nhược Tuyết không còn nữa. Ta hy vọng cô có thể thay cô ấy sống hạnh phúc. Nhược Ngọc, ta không thể nhận. Ngươi thật sự rất tốt với ta, cảm ơn ngươi. Nhưng trong lòng ta chỉ có Tư Phượng. Ngươi biết đấy. Đương nhiên là ta biết. Ta đối tốt với cô là việc của ta, không liên quan gì đến cô. Ta coi cô và Nhược Tuyết như nhau. Cô cứ coi ta là huynh trưởng, gửi lời chúc phúc đến muội muội của mình. Khi nào cô và Tư Phượng giải trừ huyết khế, ta sẽ tự khắc biến mất, không làm phiền nữa. Tư Phượng. Tư Phượng. Sao muội lại theo ta qua đây? Sao lại như thế này? Xảy ra chuyện gì vậy Tư Phượng? Không có gì đáng lo ngại cả. Còn nói không có gì đáng lo, huynh đã bị thương thế này rồi còn muốn giấu muội bao lâu nữa? Tư Phượng, toàn cơ không có tác dụng đâu. Ta chỉ là đã hấp thu sức mạnh của quân Thiên Sách Hải, chưa thể thoát ra được. Ta ở đây một lát sẽ ổn thôi. Quân Thiên Sách Hải, chả trách đến muội cũng không khắc chế được Lưu Ly Chản. Huynh lại có thể dùng sức mạnh phong ấn nó lại. Sức mạnh của ma sát tinh lớn thế nào chứ? Huynh lại có thể vì muội mà chịu đựng, còn nói là chỉ bị thương nhẹ. Nếu nó là vết thương nhẹ thì sớm đã khỏi rồi. Là do ta đã đánh giá cao bản thân. Vẫn may, ta là kim xích điểu 12 lông vũ, không thể tổn hại tính mạng đâu. Vậy nên trước đây, huynh cố ý giận muội, muốn muội mau chóng rời đi cũng là vì cái này sao? Sao huynh có thể như vậy? Không phải đã nói nếu có vấn đề chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt sao? Đồ ngốc! Ta đã nói không sao thì sẽ là không sao. Muội nhìn đi. Muội nhìn thấy cây tuyết linh chi đó chưa? Đợi nó lớn lên, sẽ có thể giải được sức mạnh quân Thiên Sách Hải của ta. Thật sao? Cây tuyết linh chi đó thực sự có thể cứu huynh sao? Đồ ngốc! Nếu không ngày nào ta cũng ở đây làm gì chứ? Muội không được khóc nữa. Nếu như còn khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây tuyết linh chi kia. Đến lúc đó sẽ không cứu được ta nữa đâu. Làm gì có cây linh chi nào không cho người ta khóc chứ? Nói linh tinh. Trên đó có một kim hoàn nhỏ. Đúng vậy, đây là cây linh chi cửu hoàn mà thiên hạ hiếm có, nhưng lại may mắn được ta tìm thấy. Nó nảy mầm cả ngàn năm, rồi lại cần ngàn năm mọc rễ, ngàn năm thành hình. Năm nay nó mới thành hình được một năm, đợi nó lớn lên rồi ta sẽ được cứu thôi. Vậy muội đã yên tâm chưa? Tư Phượng, huynh muốn muội học cách quan tâm huynh, vậy huynh cũng học cách để muội yên tâm đi. Huynh không thể chỉ mong muội thay đổi, còn bản thân thì lại làm theo ý mình. Lúc đó ta ngốc quá, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa. Thưa chiến thần đại nhân, ta sai rồi, đã được chưa? Quá khứ đều là huynh bảo vệ muội.
từ nay về sau đổi lại làm muội bảo vệ huynh. Đằng xà đại nhân, thuộc hạ không biết đằng xà đại nhân ở đây, vô ý mạo phạm đại nhân, mong đại nhân tha tội. Ngươi nói nhỏ thôi, bị bọn Thanh Long nghe thấy là toi đấy. Nhưng đằng xà đại nhân, ngài không cần phải hốt hoảng như thế. Tứ Thánh Thú Thần Quân và Ứng Long Thần Quân đã lâu không lộ mặt, đều đã bị Bách Lân Đế Quân phái xuống trần gian rồi, dọa chết ta rồi. Đế quân uy phong như thế, sai họ xuống trần gian làm gì? Nghe nói là đi tiêu diệt yêu ma đang hoành hành. Tiêu diệt yêu ma? Yêu ma gì chứ? Hình như có liên quan đến chiến thần. Chiến thần sao? Không còn việc của ngươi nữa. Đi. Sai đám người đó cùng nhau ra tay. Lẽ nào đế quân thật sự muốn đối phó với con nhóc thối đó sao? Như vậy nguy rồi. Ta phải trở về ngay lập tức. Ngọc Nhi, bài thơ mà tiên sinh giao đã làm xong chưa? Ta mua cho con đồ ăn ngon rồi đây. Có cửa thì không đi, các người cứ thích bay như thế. Tên trộm ở đâu thế không biết, dám xông vào cửa lớn nhà ông Liễu đây. Trộm ở đâu mà trộm? Đồ của thiên giới mà ngươi cũng dám trộm, còn dám vô lễ trước mặt bản thần quân ta. Thần quân, sao nào? Trộm được thiên nhãn mà không biết dùng. Ngươi có biết Ứng Long Bạch Hổ không? Tộc kim xích điểu nhỏ bé cũng dám cướp đồ của thiên giới, còn không mau trả lại. Đừng có khóc rồi làm loạn lên, giống như con nhóc đó, tự rước khổ vào thân. Ngọc Nhi, con bé ở đâu? Hai vị thần quân, ta và con gái ta chỉ là tiểu yêu bình thường dưới hạ giới. Thiên nhãn này các người cầm về là được rồi. Nhưng mà ta không biết con gái ta. Tiểu yêu đó tính tình hung hăng, đắc tội với bản thần quân, ắt sẽ ở nơi mà nó bị trừng phạt. Hai vị thần quân, các ngài đột nhiên xông vào nhà ta, trong tình huống cấp bách đó, con gái ta cũng chỉ biết phản kháng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người lớn các ngài độ lượng, đừng so đo với con bé. Thả con bé ra đi, đủ rồi. Người gieo gió gặt bão, nó sẽ phải chịu quả báo. Thiên nhãn là ta trộm, thiên giới các người muốn trừng phạt gì thì tìm ta là được rồi, liên quan gì tới con gái ta chứ? Các người đừng đem những tội ác vô cớ này đem lên người con bé. Thiên quy không đợi được tiểu yêu nhà ngươi chất vấn, Ứng Long còn phí lời với hắn làm gì, trực tiếp lấy thiên nhãn của hắn đi. Sao các ngài chả nói lý gì thế? Dám động đến người của lão nương đây, các ngươi chán sống rồi hả? Ở đâu trôi ra một tiểu yêu không biết lượng sức mình thế? Tử Hồ, cẩn thận chút, bọn chúng là thánh thú của tiên giới, Ứng Long Bạch Hổ đấy. Có gì ghê gớm chứ? Ta nói cho các ngươi biết, vô tri kỳ sắp tới rồi. Nếu như các ngươi dám động tới ta chút nữa, ta sẽ khiến các ngươi răng rụng đầy đất. Vô tri kỳ chính là con khỉ chết tiệt năm đó ư? Đừng có lằng nhằng với ta, đồ tiểu yêu không biết lượng sức mình.
Vô Chi Kỳ, Ứng Long, mau đi đi, chúng ta không phải đối thủ của Vô Chi Kỳ. Hóa ra chúng ở đây, vậy mà dám lừa ta. Đế quân có lệnh, trước tiên hãy khống chế những kẻ có liên quan đến chiến thần trước đã. Đừng có chọc đến con khỉ đó, tránh lỡ việc. Vậy ta sẽ đi bắt người cá trước, các ngươi canh chừng bên chiến thần. Tiểu Linh Chi, ta chuyển cho ngươi thêm linh khí, ngươi phải lớn nhanh lên nhé. Ta nghe nói đằng xà chính là linh thú của kẻ này. Cần gì phải nhắc đến thứ vô dụng như đằng xà chứ? Ngươi muốn mật báo cho hắn hả? Là huynh đệ của nhau, ta phải nói trước một chuyện. Tính tình quái đản của tên đằng xà đó, không phải ngươi nói gì là hắn nghe đấy đâu. Mỗi ngày muội truyền cho nó nhiều linh khí như thế, không sợ sau này linh thảo không lớn lên mà ngược lại muội lại giúp nó thành tinh luôn ư? Không phải chứ, muội thấy tuyết linh chi này mau lớn lắm mà. Chắc tầm 2-3 ngày nữa là được rồi. Như thế có thể xong trước ngày mừng thọ cha rồi. Đến khi đó chúng ta cùng nhau trở về Thiếu Dương phái, cùng nhau chúc thọ cho cha muội. Ta sẽ xin được kết duyên cùng muội. Ai nói muốn gả cho huynh chứ? Hôm đó ta nói một mình muội ngủ ở đấy là không tốt cho thanh danh của muội. Nhưng mà là muội bảo ta cưới muội. Cái đó không tính, mặc kệ huynh đấy. Hai người đi đâu thế? Ta đói lắm rồi. Đằng xà, sao ngươi lại quay về rồi? Ngươi vẫn còn thời gian nhớ tới ta cơ đấy. Ta nhớ ngươi lắm đấy. Ta ở lại đây, ngày ngày nhìn hai vợ chồng ngươi ân ân ái ái thì có ý nghĩa gì chứ? Thà dứt khoát lên thiên giới ngủ chưa còn hơn. Xem ra hai vợ chồng ngươi làm hòa rồi. Tốt đấy, đầu bếp của ta quay về rồi. Mau đi đi, mau làm đồ ăn ngon cho ta đi. Ngươi đừng coi Tư Phượng là đầu bếp nữa. Không sao cả, cho con rắn thăm ăn này ăn no nê dễ lắm, không sao đâu. Nào rắn nhỏ, muốn ăn gì cứ việc nói. Người từ thiên giới quay về đây có thăm dò được phản ứng của họ về việc của chiến thần không? Không được ổn cho lắm, thiên giới đã hạ thánh lệnh bắt chiến thần về rồi. Tứ thánh thú đã nhận lệnh xuống hạ giới rồi. Thiên giới đúng là muốn đối phó với toàn cơ thật. Đó là do thân phận của toàn cơ. Ta cũng thấy kỳ lạ. Nhưng trên bức bích họa mà ta nhìn thấy ở ma vực, chiến thần và ma sát tinh là cùng một người. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Lẽ nào ngươi không biết có chuyện gì sao? Thẻ ngọc mà ta nhìn thấy ở thiên giới cũng chỉ là một tờ giấy rách nát. Phần quan trọng ta chưa nhìn thấy được. Ta cũng muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ma sát tinh lại biến thành chiến thần? Ta cảm thấy người biết rõ tất cả mọi chuyện chắc chắn là đế quân. Ngươi cảm thấy thần quân của thiên giới lại không quan tâm đến việc toàn cơ là người hay là ma sao? Năm đó khi ta quen cô ấy, cô ấy tên là Trử Toàn Cơ. Người ta quen chính là cô ấy. Đúng thế. Rõ ràng muội ấy là Trử Toàn Cơ. Đứng ân oán trong quá khứ thì có liên quan gì tới muội ấy chứ? Tại sao thiên giới không chịu buông tha cho muội ấy? Ta chỉ hy vọng
Toàn Cơ vĩnh viễn không biết những chuyện này. Ngươi yên tâm đi, các ngươi có Vô Hoạn Quả che đi mùi hương, thêm cả kết giới tàng hình mà ta sắp xếp quanh đây, bốn tên ngốc tứ thánh thú kia muốn tới đây cũng không dễ đâu. Tư Phượng, huynh xem kìa, tuyết linh chi đó sắp lớn thật rồi. Coi như trời cao không bạc đãi ta. Bây giờ, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, yên nhiên, cuối cùng ta cũng tìm được huynh rồi. Nhược Ngọc, ngươi đã làm nhiều chuyện độc ác như vậy mà vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Toàn Cơ, ta tự biết nghiệp của mình rất nặng, vốn dĩ không có mặt mũi nào để gặp hai người. Nhưng lần này ta tới chỉ là muốn giúp chữa tâm bệnh cho Yên Nhiên. Đợi xong chuyện của cô ấy, ta sẽ tự lấy cái chết để tạ tội cho mọi người một câu trả lời. Nhược Ngọc chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tư Phượng, Phó Công Chủ đã bắt muội muội của Nhược Ngọc, huynh ấy cũng không còn cách nào khác. Cho dù là như vậy, thì có thể ra tay độc ác làm hại người khác sao? Lục sư huynh vì tin hắn ta mà bị hắn ta đả thương. Tư Phượng coi hắn là người bạn tốt nhất. Nhưng lưỡi kiếm của hắn ta không chút nương tay, suýt chút nữa là hại chết Tư Phượng. Trừ Toàn Cơ, nếu nói đến việc làm tổn thương Tư Phượng, thì chắc không có ai làm tổn thương huynh ấy nhiều hơn cô nhỉ? Cô... Được Ngọc, trước giờ ngươi bị người khác khống chế, sau này thay đổi là được rồi. Ta sẽ coi như chưa từng có một người bạn như ngươi. Giờ ta và Toàn Cơ sống rất hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Làm sao huynh có thể hạnh phúc với cô ta chứ? Tư Phượng, ta mới là người thực sự quan tâm đến huynh. Tiểu Ngân Hoa, tới bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tình nghĩa chủ tớ của ta và ngươi sớm đã hết rồi. Ta biết, cho nên ta mới cần tháo bỏ huyết khí. Ta đã tìm được cách rồi. Thật đấy. Tư Phượng, huynh nhìn xem, chỉ cần nhỏ vài giọt máu lên những kén sâu này, bọn chúng sẽ nở, là có thể hút được máu huyết khế trong người ta. Tới lúc đó chúng ta sẽ không còn là chủ tớ nữa. Không được. Tại sao không được chứ? Hiện giờ Tư Phượng đang bị trọng thương, nếu như tháo bỏ huyết khế, thì cơ thể huynh ấy sẽ không chịu nổi. Trừ Toàn Cơ, cô muốn giở trò gì? Cô muốn giải huyết khế, ta không ngăn cản cô, nhưng hôm nay thì không được. Đợi mấy ngày nữa đi. Đợi sau khi tuyết linh chi lớn, chỉ cần Tư Phượng đồng ý, cô có thể khôi phục sự tự do bất cứ lúc nào. Cô sợ sau khi ta tháo bỏ được huyết khế sẽ cướp đi vị trí của cô trong lòng Tư Phượng phải không? Yên Nhiên, cô đừng ép ta. Ta đồng ý với ngươi. Quan hệ chủ tớ giữa chúng ta, những gì mà ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi toại nguyện. Tư Phượng, ta biết mà. Ta biết mà. Nhưng ta tháo bỏ huyết khế chỉ là để trả tự do cho ngươi, ngoài ra không còn gì khác. Những chuyện sau này sao huynh biết được chứ? Chúng ta gỡ bỏ huyết khế đã rồi nói. Tiểu Ngân Hoa, giải huyết khế trái với lời thề sẽ dẫn tới thiên kiếp. Ngươi cẩn thận một chút. Ta không sợ. Thiên lôi thì đã sao chứ? Bông hoa này nhìn rất quen đúng không? Đây chẳng phải bông hoa mà trước đây ngươi ném xuống rồi bỏ đi sao? Thanh Long, chuyện này không thể nào. Bọn ta đã ăn Vô Hoạn Quả, thiên giới đáng ra không điều tra ra bọn ta chứ? Ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Uổng công ngươi làm thiên thần bao nhiêu năm nay mà lại quên rằng thiên giới muốn tìm một người thì bảo bối hữu dụng nhất là gì sao? Các ngươi đã khoét thiên nhãn của Liễu Ý Hoan. Thiên nhãn vốn dĩ là vật của thiên giới, trước đây bị Liễu Ý Hoan trộm đi, bây giờ chỉ là đòi lại mà thôi, có gì đáng kinh ngạc sao? Là ai đã giết Liễu Ý Hoan? Là ta giết thì đã sao chứ? Ta không chỉ giết hắn, mà hôm nay ta còn chặt một cánh tay của Trừ Toàn Cơ để giải huyết khế cho ngươi. Ngươi thử xem.
Ta là rồng, ngươi là rắn. Ở trước mặt ta, ngươi có gan hỗn xược sao? Mặc dù thiên tính của ta đã chịu sự khống chế của ngươi, nhưng nếu ngươi làm hại đến toàn cơ, cho dù phải liều mạng, ta cũng sẽ khiến ngươi phải hối hận. Người điên rồi, Liễu Ý Hoan chưa chết, hắn ta chỉ bị khoét mất thiên nhãn mà thôi. Còn về Chử Toàn Cơ, ta muốn ngươi giải huyết khế với cô ta là bởi vì đế quân đã ra Chu Sát lệnh. Ngoài ta ra thì Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ đều đã phụng lệnh tới đối phó với cô ta rồi. Ta tới để báo tin cho ngươi, ta không muốn ngươi chết chung với cô ta. Hiếm khi thấy ngươi quan tâm tới ta như vậy. Nhưng mà Thanh Long à, ngươi vẫn chưa hiểu hết về ta rồi. Đằng già đại nhân ta có lúc nào ham sống sợ chết chứ? Cho dù là Chu Sát lệnh, cho dù là tứ thánh thú tập hợp, nếu như các ngươi muốn động vào Chử Toàn Cơ thì cũng phải bước qua cửa ải là ta trước đã. Có phải ngươi không cần mạng sống nữa không hả? Thanh Long, thiên giới lạnh lẽo vô tình. Có cơ hội thì hãy tới nhân gian thăm thú. Nơi đây có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả tính mạng. Người đã bị tiêm nhiễm quá nhiều chuyện dung tục của nhân gian. Hôm nay ta không ra tay, xem ra ngươi sẽ không tỉnh ngộ. Được thôi, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn né tránh ngươi. Đã đến lúc đánh với ngươi một trận đàng hoàng rồi. Tư Phượng, Tiểu Ngân Hoa, Tư Phượng. Huynh sao rồi Tư Phượng? Tư Phượng. Không sao. Huyết khế đã giải rồi. Huyết khế đã giải rồi. Tiểu Ngân Hoa. Chết rồi, sao lại không đánh nữa? Sợ ta rồi đúng không? Mau đi đi. Được thôi, ngươi nhận thua với ta thì ta sẽ đi. Ngươi không nhìn thấy đúng không? Đây là thiên kiếp. Không biết người nào đã dẫn thiên lôi tới đây. Giờ trong phạm vi 100 dặm quanh đây đều nằm trong phạm vi giám sát của thiên giới. Nếu ngươi còn không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Toàn cơ gặp nguy hiểm. Quay lại đây cho ta. Thanh Long lĩnh chỉ. Đế quân căn dặn, mời tứ thánh thú nhanh chóng tập hợp, cùng nhau chiến đấu với chiến thần. Thanh Long tuân chỉ. Đường thứ ba chính là kim lôi. Không được, Tư Phượng. Tư Phượng.
Phượng! Tư Phượng! Tư Phượng! Tư Phượng! Tư Phượng! Tư Phượng, sao người huynh lại bỏng như vậy chứ? Có phải là không khống chế được sức mạnh của quân Thiên Sách Hải không Tư Phượng? Huynh cố gắng lên Tư Phượng! Sao lại như vậy? Muội đã tìm khắp trời Nam đất Bắc mới có thể tìm thấy huynh. Huynh không được xảy ra chuyện gì hết. Huynh phải cố gắng lên. Huynh không được xảy ra chuyện gì hết.